tổng số tiền là 16.500.000 đồng. Dạ. Thì đầu tiên là cái số tiền 11.700 của nhóm chị Tâm Nguyện, và một cái nhóm Mạnh Thường Quân nữa là của cô Cúc, cô Hạnh với lại chú Xanh là 1.700.000, và một số tiền của anh Tân là 2.000.000, và của anh Nhã là 1.000.000, và một Mạnh Thường Quân giấu tên là 100.000 đồng. Thì con cũng gửi lại cho chú làm từ thiện cắt nhà cho ông ba nha. Dạ. Chào Quỳnh Tân, mến chào quý mặt mắt anh chị em. Thì hôm nay trở lại nhà của ông ba bà ba. Trước đây mình có ghi hình một số cái video chia sẻ cho cả nhà về cái hoàn cảnh hết sức đặc biệt của ông ba với bà ba và hai ông bà cụ đã ngoài tuổi 70, nhưng phải hàng ngày phải nhặt những cái mảnh ve chai ở của những người dân, người ta bỏ ven đường để mà mưu sinh kiếm sống hàng ngày. Thì ông ba bà ba cũng là thuộc về những gia đình rất khó khăn. Thì phía sau nhà của ông ba bà ba đang có quá trình mà nó bị xuống cấp, nó dột nát hết rồi. Thì thật rồi mình cũng có ghi hình một số cái video chia sẻ cái nhà xem, thì cũng được một số nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho ông ba với bà ba một số kinh phí để sửa chữa lại cái căn nhà. Thì hôm nay mình sẽ đem đến để gửi cho một cái chú bên đội từ thiện. Thì chú cũng làm từ thiện không à, không có tính tiền công, thì chỉ mua vật tư, đưa gửi tiền cho chú mua vật tư, rồi chú sẽ trực tiếp có cái đội từ thiện xuống sửa chữa cho ông ba với bà ba. Đây là bên trong trong nhà của ông ba bà ba, trước có ghi hình nè. Chỗ này bị gì ông ba? Chỗ này bộ mười nãy mưa ướt đó hả ông ba? Để tôi để lũ khủng nè, cao thấp gì nè, giờ mình đập ngang đó đó. Chú cái này mình sửa lại khoảng bao nhiêu anh chú á? Chú ấy nè. Nói bây giờ ông chịu không? Giờ hết nhà ông ra cắt lại luôn. Giờ hết cắt lại luôn. Thiết này tôi làm rồi, thiết gì? Thì mấy chú này cho 16.000.000, còn nhiêu con bù? Tí nữa con gửi cho ông ba chú bà ba là 16.500.000 rồi, còn thiếu đủ vậy là chú quên đội rồi. Tôi coi bù, tôi dở hết ra, tôi cắt lại cho ông luôn. Cắt luôn trước luôn ha, cắt trước tới sau luôn, cắt đàng hoàng, cắt tao làm đàng hoàng. Không vậy ông có đội từ thiện giúp ông nguyên cắt hết là cho chú luôn. Lần cắt lần khó, tôi cắt hết lại cho ông làm đàng hoàng lại chứ. Mình làm lại nguyên như vậy nó dễ hơn, như vậy nó tốt hơn ba. Nói luôn cái khúc ông trước ông bây giờ nó sắp tệ nữa rồi, nó có thể xuống cấp nữa rồi cả nhà. Thì thiết nó xuống rồi đó. Ừ, ba thiết bây giờ tôi lột xuống, tôi làm thiết dừng hết. Dạ. Mua dàn sườn cản tôi làm lại. Dạ. Trời ơi, đúc nấu vô. Vậy là quá im, còn gì nữa không ba? Dạ. Có người hỗ trợ cho ông ba thêm vô nữa là mà là cái là làm đúc ngoài nha. Dạ. Tới giờ hồi gãy giỏ giờ cũng có làm. Có bệnh gì cắt vô nữa. Dạ. Có tắm mưa nào mà ướt dữ dằn luôn em. Dạ. Thiếu. Thiếu rồi đụng đâu thiếu đó mà. Đi điện đi, điện đặt không à. Cái này ít bữa nó phải đi dây điện lại cho ông ba nữa chứ đâu có để gì đâu. Dây điện này nó chắc lắm. Dây điện này hồi đó mới ra là 10.000. Mới ra, dở ra. 10.000 thước á. Dạ. Cái này hồi đó câu từ cầu cái đó đi thẳng dưới kia kìa, 30 thước rồi. Cắt lại. Thì tụi con cắt đây như vậy nè, chứ không phải như mấy ổng cắt mà trốn là làm. Đây cắt đó nè, thấy không? Dạ. Kèo á cũng 4 kèo đàng hoàng. Dạ. Cột á thì cũng sẽ họng vô họng, chứ không phải như kiểu mấy ổng mà mấp mấp bên này, này cắt này là một vòng dí vòng phá. Thì này mấy ông táp luôn à. Ừ. Bây giờ dỡ hết ra đi rồi con cắt lại cho. Là cột kẽm á thì con cột kẽm cũng vậy, cột kẽm hàng tao bích chân tao làm tao đàng hoàng vô nhớt đẳng chứ không để cho nó hư. Cái gì mà mấy ổng mày một mẹ này là nữa đem xuống rừng giác hết đi. Thiết này toàn bộ đem xuống rừng hết. Dạ. Chỉ mua thiết mới lợp.
Rồi cái nhà này chiều dài chắc cỡ khoảng 12 mét chứ không nhiều đâu. Có. Ừ. Tới đó nữa. Thì tới đây 12 mét nè. Tới đây đây ra ngoài là 12 mét rồi nè. Tôi nói ra tới rồi đó 18 mét nữa. Rồi còn khúc sau này đó hả? Dạ. Cái này là hồi đó dở cái khúc đó lên nữa cái nhà đó. Cái đồng tay nè bằng sắt nè. Tôi cột như giải. Dài quá là 16 luôn. Triệu con làm không đủ. Vậy vậy rồi bây giờ tự đánh nhiều lắm. Chưa phải bề ngang này á dài dài 12 mét á thì này tao gắng tao cắt cho làm nhà mới cho. Lấy ba thiết này dừng xuống thì nó ngay nó thiếu một vài triệu thằng này tắp được. Yeah. Còn như nặng nhiều quá đắp không nổi. Tôi tính ra là từ đây nè lên sau à 8 mét rồi. Vậy là bây giờ là ví dụ như là 18 mét thì nó phải thêm ra thêm chắc cỡ khoảng cả chục triệu nữa. Dạ. Dạ. Đây đây 12 à, còn đây đó 4 mét nữa đó. Ừ. 5 mét rồi 6 mét nữa, 6 mét nữa. Thì giờ ông ba tính bây giờ ví dụ như mấy chú người ta hỗ trợ ông ba 12 mét thì ông ba cứ tính cái nhà lớn xuống tới đoạn này 12 mét đi rồi như những cái khúc nào mà còn xài được trên này thì đem ra khúc đằng sau. Có gì ba cái này thì đến 16 được. Coi cái nào còn xài được, cái trên nóc nè mình coi cái nào xài được. Bây giờ gì nè, đằng này con hỗ trợ cho ông 12 mét. Đó. Từ đây ra trước con cắt cho hỗ trợ cho ông. Dạ. Rồi khúc ở sau này ví dụ bây giờ còn lỡ ba con cắt là ba tầng bê tông khóa bỏ hết giao cho bê tông cho ông rồi ở sau ông muốn làm gì ông làm. Dạ. Đằng này con hỏi con lo là 12 mét cho ngon cắt nhà ngon lành cho ông. Dạ, sau này ba cái đồ mà... đi một cái rét luôn không có vụ má sói này. Dạ. Cắt còn đưa nguyên một máy từ trên. Dạ, đi thẳng luôn cắt cho cao gáo lên đi khoảng máy một rồi. Đó, ba cái bê tông này bây giờ cái nền này cái giờ mình cắt ngang đó cũng tầng ngay vậy. Hả? Ba cái cột bê tông. Trời ơi thì đằng này ta cắt cho mình có ló. Dừng dở ra kìa ông ơi. Ông dở hết đi còn ba cái sườn bê tông này ông để người ta cắt cho. Dạ. Thì thôi bây giờ như cái số tiền thì cũng có được có bao nhiêu thôi thì ông ba cũng cố gắng rồi khúc đằng sau dù cái này mình tận dụng được lại cái nào mình tận dụng. Dạ. Còn ví dụ như bây giờ tụi con ghi hình lên rồi ví dụ mai mốt nữa có cô bác nào hỗ trợ thêm cho ông ba nữa thì tụi con sẽ hỗ trợ tiếp tục cho ông ba. Dạ. Chứ còn bây giờ thì coi như là 12 mét trước đầu tiên rồi khúc này ví dụ như có lấy được cái phần nào đắp ra này sau này của ông ba thì cứ điện đắp vô. Thì báo cho ông biết luôn thì ba cái này á, thì cứ khúc nhà này thì để lại cho ông này con không góp. Dạ. Còn khúc từ 8 mét là trước con tận dụng lại một ba cái thiết dừng. Dạ. Ba cái thiết dừng coi ba thiết dừng mà ba cái thiết dừng nó mẹ nữa rồi. Thiết dừng này lơ mơ bỏ nè lấy ba thiết nóc xuống dừng nữa. Dạ. Chứ ba thiết này là tháo ra hư nè. Thiết sống nhỏ này hư chơi. Ừ. Tháo ra hư. Còn ba cái ấy bên trên có thể đem ra khúc 12 được. Ừ. Nó cho mười mấy triệu nó đâu có đủ đâu đâu lo lực chưa vậy thấy sắt nó mắc khủng khiếp luôn. Còn thôi bây giờ gì đi ông gán lo cho còn khoảng 6 triệu nữa đi vớt luôn ngày sau luôn 6 triệu nữa hả? Ừ. Còn nhiều thì tôi gánh cho. Thôi thì cứ làm cái khúc trước đi thì ví dụ như bây giờ ít bữa nó dụ em có ghi hình cái video mình lên thì cô chú nào có hỗ trợ thêm thì tính tiếp. Ừ. Còn bây giờ thì tính cái khu ở trước này tới đó thì cô ông ba tới đó thì coi như là gác luôn cái bếp của ông ba rồi. Còn cái làm sao có chút xíu nữa thôi. Dạ. Thì nếu mà cô bác nào có hỗ trợ cho ba thêm 6 triệu nữa thì có thể tới đó thì em sẽ đem xuống tiếp tục. Rồi rồi rồi. Rồi để cho chú làm không sao hả? Rồi. Đi ra trước để con gửi tiền cái số tiền. Rồi.
Dạ dạ. Dạ ông ba thì hôm nay con cũng có lúc trước con có cái hình cái hoàn cảnh của ông ba thì cũng có những nhà hảo tâm như cô chú anh chị hỗ trợ cho ông ba là tổng số tiền là 16.500.000 đồng. Thì đầu tiên là cái số tiền 11.700.000 của nhóm chị Tâm Nguyện, và một cái nhóm Mạnh Thường Quân nữa là của cô Cúc, cô Hạnh với lại chú Xanh là 1.700.000, và một số tiền của anh Tân là 2.000.000, và của anh Nhã là 1.000.000, và một Mạnh Thường Quân giấu tên là 100.000 đồng. Thì con cũng gửi lại cho chú làm từ thiện cắt nhà cho ông ba nha. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Để hôm nay thì điểm dưới 11 giỡn chân nè. Giỡn chân những nhà này nè. 2 ừ. Giỡn nhà trước coi chân tới cái xi măng Mỹ xi măng 3 giỡn. Ông ơi, khúc sau còn mình còn 4. Treo. Bây giờ tính rồi mới làm khúc sau chú này 5 trước không? Dạ. Vậy mấy thứ này thì tính ra sao lại? Không dừng. 6 tiền. Tính hợp mua nước mới. Dạ, gửi cho chú nha. Bây giờ thấy cái nhà ông trước thì nó muốn ấy rồi rồi. Thính bây giờ dỡ hết cắt cho ngon từ trước tới sau luôn cho ông. Là 12, giờ tôi này gắn hỗ trợ cắt cho ông 12 mét. Đó, coi là ba cái thiết tận dụng thiết trên nóc đem xuống dừng lại. Còn thiết cái dách của ổng thì tận dụng đem ra túi sau đi, ông không làm gì là sao ông làm. Thằng này gán tôi hỗ trợ tiếp. Coi như gửi cho chú là đủ số tiền là 16.500 á. Dạ đúng rồi. Rồi coi như là bây giờ chú nói là chú hỗ trợ cái phần là từ gửi cái căn nhà phía trước là 12 mét. Dạ. Rồi chú nói nếu mà còn khoảng thiếu 6 triệu nữa thì chú sẽ hỗ trợ luôn cái phần bếp. Nhưng mà bây giờ thì ông ba với bà ba thì vẫn chưa có tiền, nhưng mà con cũng hy vọng là cái clip này con đăng lên sẽ có cô bác để hỗ trợ tiếp tục ông ba với bà ba thêm 6 triệu nữa. Để hoàn thành được cái khúc ở lần sau cho ông ba và ba luôn. Dạ. Chứ giờ tôi có không. Bả lỏng ăn ngày. Dạ ông ba bà ba có đôi lời nào gửi đến cô chú Mạnh Thường Quân không ông ba bà? Biết nói gì sao? Biết nói cha gửi lại cái đó lên với cha gửi. Bây giờ gửi đi mà gửi mang gửi anh Mạnh Thường Quân với mình cũng biết nói cái gì vậy. Dạ. Dốt quá. Rồi ông ba bà ba có đôi lời nào cảm ơn với bên đội từ thiện của chú này không? Dạ có. Dạ. Người nào anh em cất thì mà nói mình có biết cái gì vậy. Anh ở đâu lận? Dạ con á là tổ cắt nhà của ban trị sự xã Thành Mỹ Tây mình. Dạ. Ở 13 đó hả? Em ở 12. Không biết. Ừ cái nhà của bà Thé nè, vợ Thé nè. Dạ. Thì con cắt thôi chứ bà vợ Thé đó. Dạ. Ờ chứ bà đẹp chứ kêu cắt đó. Cái này là chú cắt, cái này là cắt miễn phí tiền công luôn đó chú. Không, miễn phí toàn bộ hết. Ví dụ bà con nào thiếu mình còn đắp vô luôn. À. Là còn, mình, dạ, còn như mà bà con nào có như các nhà sàn thì dán gầm xuyên hạ thì mình cưa cho toàn bộ hết. À. Cái bên từ thiện này không biết dắt tới tiền. Còn ví dụ mà cắt nhà cũng vậy là kêu kẽm xuống là tại đây giao tại đây cho bà nữa cho người ta thì đầu nữa mình xuống rồi anh em ra tập trung cắt. Yeah. Vậy đó hà. Rồi to bỏng là giao thì chủ nhà giao rồi đều bánh cắt cái nhà nào mình công khai nhà nấy vậy đó hà. Ví dụ mình giờ cái nhà đó dư thiếu hay nào, mình thiếu bao nhiêu, mình đắp bao nhiêu rồi bà con lên cái nhà vẫn biết như thường. Chứ không phải như kiểu người ta cắt mà lấy to không có. Con này to là gì, kẽm vừa kêu giờ mà đem xuống là đem thẳng vô chủ nhà luôn. Rồi to giao thẳng vô nhà, đằng này tôi ra cắt thì chủ nhà mới giao to lại. Đằng này cũng mới thanh toán. Cắt cái nhà công khai thiếu hụt bao nhiêu mình cho người ta biết hết. Còn cái nào mình cho người ta thì biết mình cho. Là coi như là mình chỉ bên đội mình là
toàn bộ là những cái người lên nộp từ thiện hết, còn cái vấn đề vật tư thì chủ nhà tự mua vậy hết. Dạ. Còn nếu chủ nhà không mua thì mình mua cũng vậy, mình cũng mua mình đe kêu lại tại chỗ cho chủ nhà, chứ không phải mà như mình làm ở mình kêu tại kẽm tại nhà mình làm rồi mình đem lại mình gác, không có. Kêu kẽm nguyên si vậy đó là giao lại chủ nhà rồi đem lại chỉ nhà ông A ông B thì chỉ đó rồi bắt đầu ta giao tới đó, mình cứ việc tập trung đem lại làm. Rồi như chú nói cái nhà này khúc lần trước này cũng vẫn còn thiếu ha. À, nếu mà có dạng 16.500.000 này á, thì chiều dài á, bị ngang 4m, dài 12m này có thể là nó trên. Mình chưa biết có số lượng là trên bao nhiêu. Yeah. Vì con cái mới hết toàn bộ á, thì mình dễ tính. Yeah. Mình nhặt gì con cái số lấy mới này của đi chị đắp vô nè. Nhưng mà cái mình lấy cũng vừa phải, chứ còn hô ba cái kẽm này sợ lơ mơ đó là cái nào còn xài được mới tận dụng xài. Yeah. Chứ mà tận dụng để mình xài, mình trang vô mà xài mà lay quay nó hư rồi báo luôn cái dàn kẽm mới của mình. Như cái nào nó không quan trọng đó, thì mình mới lấy làm. Cột là phải mua hoàn toàn cột mới hết. Ừ, với hai nữa không cột cũng được rồi. Nhưng có cái là mình mua phải kẽm tốt, kẽm cũng bà phát không, xài bà phát không, không có xài kẽm pha tập bậy vô. Kẽm chất lượng đưa vô chứ không có. Còn thun vuông mình cũng xài là 24 chứ không có xài như người ta xài 2 vuông. Dạ, xài 24. Kèo là 4 kèo chứ không có vụ mà xài 2 kèo. 2 kèo nó bị yếu quá chứ. Nó yếu ngay chứng giữa rồi nó vô tình là nó quằn là bị sau này bà con ta bị dột trơn. À đúng rồi. Trời ơi, nó mới cắt rồi dột giữa rồi. Với con cắt là cột bọng đồ hay là kèo con xả hỏng vô ngay chứng giữa hết chứ không có kiểu mà cắt. Hỏi chứ ăn gian chi rồi cái cây đoàn có cây thun vuông một mà làm ăn như vậy, quốc người ta ăn cây bên cắt giọng quý bên giọng phá mà sao người ta khác nữa. Rồi mình hạ tiện có cây thun vuông có bao nhiêu tiền đâu mà vô tình làm gì kỳ cục, có không được. Trời ơi, trời ơi, ra là bị cái ông chủ ông la bắt đầu chạy ra giết cho chấm. Mất 2 cây hả? Dạ, mất á, con nó khúc bà. Còn cột cũng vậy, hàng ba là toàn bộ là lam chơi cột cái, rồi lam làm khung bao cửa cho người ta bằng co đàng hoàng. Làm thí. Ôi, nhà chú cắt đẹp lắm, con nhà mình không có kẹp cho thêm vô. Dạ. Chú khi chú sửa xong thì ông ba bà cho con hai cái thuốc hiền thêm một lần nữa ha. Dạ. Con cũng hy vọng rồi. Nó hay có chạy vô con này cho chú hãy chứ. Chạy vô con này hay chứ đâu, tao đâu có xài điện thoại đâu biết. Rồi bây giờ là ý ông cỡ nào cắt? Hả? Mấy ông chừng nào thì có xem ngày gì không ông ba? Không có xem ngày thì con bởi vì con á đợt này á cả chục căn nhà còn đang đợi con. Dạ. Mà trong khi chạy cưa ở ngoài tư giác còn giờ về chống hiện giờ nó chưa hoạt động được. Cho nên nếu ông gấp á thì ông cứ việc mơ dở đi, lần này tôi cắt. Không có gấp. À. Không có gấp. Không, bị đợt này á con đã dục mưa sẵn rồi gấp gì. Với hai đợt này bị gì con chống nè, chạy cưa con chưa có hoạt động được, nếu chạy cưa hoạt động được là cả chục căn nhà hiện giờ nó đang chờ hối. Dạ. Coi lửa cái nào chín cắt đi. Rồi bắt đầu đun vô chục căn nhà này, đun con chục nhà này lâu lắm. Chú ngồi đi ăn thôi chú á. Không dở thì đằng này mấy cô chú dở. Dạ. Dạ. Mượn con cháu này kia rồi đó. Nửa sớm nó dở, bị gì có cái bên đội con không có chịu dở nhà. Dằn nóng cũng không chịu dằn nữa. Cách mà bỏ cái này cách cái nối gì sao á. Dạ, bây giờ á dở ra, chú dở ra để cái ngày dở đó con ra con coi dở ra cái nào con sạn được rồi con làm. Dạ. Cái dở ra cái này tàn là chấm không là làm sao? Dạ. Chấm không. Chấm không rồi đi mất đi mướn máy rồi cắt nữa. Không, mà cái sườn bê tông để rồi này con ra con cắt con dở. Dạ. Chú vợ chú dẹp đồ chú ra đi rồi còn cái thiết đồ á chú cải thiết ra đi. Bị cái này ở trước này kẽm rồi có khúc ở sau bê tông đó à. Bê tông dạ, con cắt tông luôn à. Thì nói trời ơi vợ này á chừng 4-5 người vợ ngày một rầu. Đừng có lo. Bà vợ ngày trước là ngày thứ hai thứ ba là có nhở. Nói gì gấp mau. Con làm trong vòng một ngày một là qua dở rồi nay phải không ơi, là con kéo con là kẽm rồi con làm rồi là ngày mốt là dựng là xong cho có ở.
mình dỡ sao mà khéo khéo cái thiết trên nóc nhà mình đem xuống mình ờ, nhất là thiết đó. Trên nóc nhà thiết đó là tận dụng lợi rừng đó nghe. Chứ mình dỡ ra lỗ nào lỗ nấy dọn xấu luôn là thua. Không cái loại kẽm này thiết này im lắm. Dạ. À, nó xả ốc không à chứ không phải như kiểu đóng đinh mà xe ben xeo này kia rồi nó hư lỗ lớn ốc không à thì đem máy lên xả ra chuyền xuống à ốc nó mới không à cái lỗ nó nhỏ không à keo dán lại nay bà ba chứ ba con thấy nãy giờ cười hơi nhiều nè chắc vui lắm rồi đó phải không con chú qua đừng mang ơn chú thôi đừng mang ơn con phải mang ơn miễn mạnh thường quân hỗ trợ bà ba tôi mang ơn mấy người ngoại mạnh thường quân ngoại mang ơn miễn mạnh thường quân với lại mang ơn đội từ thiện của chú nè là hỗ trợ ba chú bà ba cho sửa nhà dạ thôi thì con cũng cảm ơn ông ba với bà ba nha nhà cảm ơn chú luôn cảm ơn đội từ thiện chú đã hỗ trợ cho ông ba với bà ba sửa lại cái nhà dạ 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 thì sớm giờ mình cũng ghi hình lại cái việc mình trao cốt tiền cho bên đội từ thiện để sửa chữa cái nhà trong ba bà ba cũng một lần nữa mình đang cũng xin cảm ơn nhóm mạnh thường quân của chị Tâm Nguyện và cô chú cô Xanh chú Hạnh với cô Cúc và chú Nhã cũng như là anh Tân và một mạnh thường quân giấu tên đã hỗ trợ cho ba bà ba số tiền để sửa lại căn nhà của mình nha thì cũng cảm ơn quý vị đã dính thời gian xem video của mình Tân Nguyện.